Trong mùa trước, đại gia đình Shelby đã phải đối mặt với một tên trùm được coi là phản diện hấp dẫn nhất trong toàn bộ series, Luca Changreta. Thanh niên người Mỹ gốc Spaghetti này đã lợi dụng lúc gia đình Shelby lục đục nhất để cắn trộm, ám sát từng người trả thù cho cha. Tuy nhiên là do bản tính tự cao, khinh thường kẻ địch, Luca chỉ lấy được mỗi cái mạng của John Shelby, đã thấy còn khiến gia đình vốn đang bất hòa một lần nữa đoàn kết với nhau. Mà một khi nhà Shelby đã kề vai sát cánh thì Luca chỉ là tên một bộ phim hoạt hình đạt giải xem khá hay mà video đã bị xóa trên The Reviewer thôi. Sau khi loại trừ được mối họa thì Thomas Shelby đã đắc cử trở thành nghị sĩ quốc hội đại diện cho cuộc bầu cử phía nam của Birmingham. Liệu anh có thể dùng vị thế và quyền lực này để thực hiện các thương vụ phi pháp nữa không? Hay Tommy và gia đình sẽ thực sự rửa tay gác kiếm, sống một cuộc đời lương thiện hơn? Câu trả lời sẽ có ngay trong clip recap mùa năm của The Reviewer ngày hôm nay. Tôi là Vui Vẻ và đây là ngày 29 tháng 10 năm 1929. Ai mà giỏi hóa thì đều biết là đây là ngày thứ ba đen tối có thật trong lịch sử. Ngay mà thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ, hàng ngàn nhà đầu tư đang đu đỉnh thì bỗng biến ngay thành phan rách. Mấy bố đi làm thuê thì đê mê trong thất nghiệp và biểu tình. Cuộc đại suy thoái này thực chất đã được tiên đoán trước, ít nhất là đối với Tommy. Với bộ óc nhạy bén của mình thì chỉ vài ngày trước khủng hoảng, anh đã ra lệnh cho ông cháu Michael, hiện đang ăn bám và làm việc tại Mỹ, bán toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu và rút về nước. Thế nhưng Michael ơi, chú mày không nghe, lại đi nghe thằng danh con tiễn đến tài chính 4.0 nào đấy. Michael giữ lại toàn bộ số cổ phiếu vì tin rằng thị trường sẽ sớm hồi sinh lại. Nhưng mà đây là phố Wall chứ không phải bình nguyên vô tận nên là không ai có thể hồi sinh cả. Và cứ thế một lượng tài sản khổng lồ của nhà Shelby không cánh mà bay. Michael được triệu hồi về gấp và tiện cũng đem theo cô bạn gái mới quen tên là Gina. Và chị ấy quan trọng phết, cũng xinh nữa, nên là anh em hãy nhớ mặt. Trong khi đó thì tại Birmingham, Tommy đang suy sụp phết. Trước giờ kẻ thù rất mạnh nhưng mà anh chưa bao giờ xi nhê. Nhưng mà đồng đội ngu thế này thì đỡ thế nào được. Tommy tìm tới Mai Thúy để giải tỏa và sáng hôm sau khi đã bình tâm trở lại thì triệu tập một cuộc họp hội đồng để tìm cách đối phó với tình hình hiện tại. Thôi, tình hình là tiền thì cũng mất rồi, em thì cũng hết cách. Cuộc họp kết thúc. Thôi, họp xong, tất cả ra ngoài đi bộ cho thư thái đi. Đúng rồi, thực ra là Tommy thừa hiểu tình cảnh của gia đình hiện tại. Số tiền tổn thất là quá lớn, nếu mà cứ tiếp tục làm ăn chân chính như này thì muôn đời không bao giờ gỡ được. Vì thế Tommy đã quyết định dấn thân trở lại con đường tội lỗi. Cơ mà chuyện này lát nữa sẽ nói rõ hơn, vì Michael cùng Gina vừa mới đặt chân về Birmingham. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của Michael, anh không hề được tiếp đón tại đây. Một phần lớn là vì làm mất mấy chục tỷ của ông anh họ. Phần còn lại là Tommy vừa mới hay tin là trên đường trở về, Michael đã âm thầm gặp một nhóm anti-fan của Tommy. Không biết là anh này có thỏa thuận gì với bọn này hay không, nhưng mà với thái độ kiểu cân cân sức sực như này thì Tommy quyết định là giam lỏng thằng cháu trong tòa khách sạn gia đình. Trong một diễn biến khác, Tommy tiếp tục bị khủng bố bởi một đám anti-fan giấu mặt. Lần này là một con bù nhìn mặc suit theo phong cách của nhà Shelby được dựng giữa cánh đồng, xung quanh là một bãi bom mìn giăng kín. Kẻ thù này là ai? Có thể là một trong hai thế lực, đầu tiên là băng Billy Boys, được cầm đầu bởi Jimmy McCaven, một đám xã hội đen đến từ vùng Glasgow, và đồng thời cũng là những kẻ đã chủ động làm quen với Michael vài ngày trước. Sau khi đã thấy thế lực nhà Shelby bị suy yếu và Tommy thì quá bận bịu với những chuyện chính trị, chúng đã lên kế hoạch để lật đổ đế chế nhà Shelby. Bên cạnh việc tiếp cận Michael, đám Billy Boys còn khơi mào cuộc chiến bằng một vụ ám sát nhắm thẳng vào Peter Baelish và con trai của ông. Nếu các bạn đã quên hai bố con này là ai thì vui lòng xem lại recap mới 4 hoặc đợi vài hôm nữa xem siêu tổng hợp cũng ok. Anyway, đám Billy Boys bằng một cách nào đó đã dò ra được vị trí của hai bố con nhà Baelish. Với lợi thế về quân số và quân lực, đám này đã nhẫn tâm đoạt mạng Peter con trước ánh nhìn bất lực của Peter bố. Đây là một hành động công khai dằn mặt nhà Shelby, buộc Tommy phải vắt óc tìm các kẻ đối phó. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy, trên cổ nhà Shelby vẫn còn một chồng nữa, là một gã chính trị gia tên là Oswald Mosley, thứ trưởng Bộ Tài chính, cố vấn nội các của Thủ tướng Anh. Cha này đang âm thầm đi theo chủ nghĩa phát xít và cực kỳ ấn tượng với tài năng của Tommy. Trong một lần gặp mặt kín đáo, Mosley đã thuyết phục Tommy về phe của mình để chuẩn bị cho một kỷ nguyên thịnh vượng cùng với chủ nghĩa phát xít. Thế nhưng cả Tommy và Ada đều đánh hơi được mùi thối phát ra từ chữ xít nên đã đứng dậy và xin phép đi về. Giao cầu này vẫn chưa kết thúc nhưng mà tôi sẽ trở lại với nó ở phần sau. Còn bây giờ hãy cùng Tommy trở lại quán rượu Garrison để tham gia một cuộc họp kín với vợ chồng Michael và Gina. Tại đây thì Michael khăng khăng là mình vô tội, anh chỉ có nhờ đám Billy Boys kia để chủ trì hôn sự cho bạn gái. Ngoài ra thì không có một cái giao kèo nào hết. Tommy thì tất nhiên sau những lần bị bóp đã không còn đủ sự tin tưởng, đặc biệt với một thằng ngựa non háu đá như Michael. Tuy nhiên Tommy vẫn trao cho Mai một cơ hội để bù đắp những sai lầm mà anh đã gây ra, mặc dù là Michael có vẻ chẳng cần cơ hội này lắm. Cái thằng danh con này, mày dính mày yêu nữ kiểu gì cũng tụt dốc không phanh, nhưng mà xem. Thực ra là vẫn còn một lý do khác nữa khiến cho Tommy không thể hoàn toàn tin tưởng Michael, đó là giấc mơ mèo đen. Liệu mơ thì hentai Z. Đại loại là dạo gần đây Tommy rất hay mơ thấy một con mèo đen, mà theo quan niệm của người Zigan thì giấc mơ này là một điểm báo phản bội. Cộng thêm với những chuyện vừa xảy ra, Tommy càng có cớ để tin nhân tố phản bội là Michael. Tối hôm đó, quán rượu Garrison bất ngờ tiếp đón một vị khách là một cầu thủ bóng đá hết thời tên là Mohamed Villa.
Tuy là đang hết thời và ở đáy xã hội nhưng mà anh này vẫn có khá nhiều mối quan hệ trong giới túc cầu. Lợi dụng điều này, Arthur đã chiêu mộ anh và giao phó cho công việc dàn xếp bán đậu, thứ mà có thể giúp nhà cái Shelby 88 thu bộn tiền, gỡ gạc lại những gì đã mất ở phố Wall. Tất nhiên là vì Mohammed là người ngoài nên là anh buộc phải làm việc dưới sự kèm cặp của Finn Shelby, em út trong gia đình. Thanh niên mồm dâu này là một nhân tố vô cùng quan trọng về sau, các ông hãy nhớ kỹ. Trong một diễn biến khác thì giữa lúc mọi thứ đang cực kỳ rối bời thì may mắn là các chị em nhà Shelby đã tỏ ra vô cùng hữu dụng bằng cách là khiến cho mọi chuyện rối bời hơn gấp trăm lần. Linda thì liên tục gây sức ép đối với Arthur rằng anh phải lợi dụng lúc Tommy đang suy yếu để giành quyền lực về tay mình. Cô đã quá chán cái cảnh nhìn Arthur núp dưới cái bóng của em trai làm những việc dơ bẩn. Linda còn đổ lỗi cho Tommy về tất cả mọi chuyện, từ việc đánh mất tiền ở Mỹ cho đến những hoạt động phi pháp như là giết người, dàn xếp tỷ số. Với cái đà này thì Linda tin chắc là Tommy sẽ ngã ngựa trong vòng 2 năm đổ lại. Arthur nghe xong thì điên tiết lao vào dọn nạt vợ, bảo là cô thì biết cái gì về xe đạp và Tommy. Linda bây giờ thì dường như đã mất hết niềm tin vào cái nhà này nên là cô quyết định bỏ đi, để mặc Arthur điên tiết trong cơn cuồng nộ. Cùng lúc đó tại dinh thự của Tommy, Lizzie cũng đang liên tục gây sức ép đối với chồng. Mối lo của cô cũng giống hệt Linda, rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát và tất cả sẽ phải trả giá cho những hành động phi pháp mà gia đình này đã gây ra. Lizzie tự hỏi là nếu một ngày Tommy chết thì cô và các con sẽ còn lại gì? Câu hỏi này Tommy không trả lời mà chỉ để lại cho Lizzie một lời chúc may mắn và một lời khuyên rằng Lizzie hãy mua áo của chúng quấy. Sau bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer, nơi chúng tôi bán những mẫu áo về phim, game với giá cả cực kỳ phải chăng, rẻ hơn hồi trước bán ở shop cũ. Chúng tôi cũng có những sản phẩm mới là tranh dán tường vô cùng đáng yêu và hợp lý. Thêm vào đó là trong tháng 9 này, bạn sẽ được giảm giá 10% trên mỗi đơn hàng, cùng với đó là những phần quà vô cùng hấp dẫn. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Mua đi để chúng tôi có tiền chạy kênh hack sắp bật lở rồi. Em biết lấy đâu tiền là chạy. Đúng lúc này thì Peter Baelish lái xe tới trong tình trạng máu me be bét. Ông đổ lỗi cho Tommy đã phản bội và cung cấp vị trí của ông cho đám Billy Boys. Má bro, tôi có ngu đâu mà đi cấu kết với kẻ thù. Nhỡ chỗ dùng Jelly sao? Cuộc tranh cãi nhanh chóng phải dừng lại khi Lizzie cầm súng giả định bắn cả hai. Sáng hôm sau khi tổ chức đám tang cho con trai Baelish xong xuôi, Tommy liền sai Arthur và Michael đi cùng mình tới chỗ của Mosley vì nghi ngờ chàng này có mối liên hệ gì đó với đám của Billy Boys. Tuy nhiên Mosley phủ nhận toàn bộ và cho rằng người duy nhất lại muốn hợp tác là Thomas Shelby. Chỉ cần anh đồng ý là một vị trí trong ban lãnh đạo sẽ chắc chắn nằm trong tay của Tommy. Trước khi ra về, Mosley cũng không quên tiết lộ cho Arthur một bí mật rằng vợ anh Linda đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Arthur nghe như vậy lại nổi máu điên cuồng đập phá, và nếu như đúng quy trình thì chắc chắn là sắp có người phải bỏ mạng. Với mạng lưới thám tử và gián điệp dày đặc, Tommy nhanh chóng tìm ra được danh tính của người đàn ông kia, một người đàn ông quá vợ và có một đứa con gái. Tuy nhiên thì Arthur không quan tâm về sau lắm, tức tốc tới chỗ thanh niên trà xanh và chỉ trong chưa đầy 5 phút, hắn đã đoàn tụ với vợ mình trên thiên đường. Chính vì sự việc này mà chỉ vài ngày sau, Arthur cũng suýt chút nữa bị Linda bắn chết. May là có gì Polly tới ứng cứu kịp thời. Cơ mà kể từ lần đó thì Arthur không còn được ở bên cạnh vợ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Linda đã quyết định rời bỏ cái gia đình này. Anyway, trong một diễn biến khác thì Peter Baelish đang tự mình thực hiện kế hoạch trả đũa, mục tiêu là lũ Billy Boys, mở đầu bằng một cuộc phục kích, đoạt mạng nhiều thành viên cốt cán của băng này, sau đó là đặt bom ngay tại lều trại của bọn này. Tuy không thành công trong việc lấy mạng ôm chùm, nhưng mà Baelish cũng đã phần nào thể hiện sự hiếu chiến của mình. Nhận thấy hai bên đều đã có những sự trả thù qua lại, Tommy liền hẹn gặp Jimmy McCaven, kẻ đứng đầu của Billy Boys, đề nghị một thỏa thuận ngừng chiến để cùng nhau thực hiện một phi vụ làm ăn do chính Tommy dàn xếp. Chuyện là vài ngày trước, Tommy có gặp một ông chùm người Hoa gốc cây tên là Brilliant Chập Cheng. Thanh niên này thuộc hội Tam Hoàng tới để thuê Tommy thực hiện một phi vụ buôn lậu thuốc phiện. Tuy làm việc với người tàu không phải là sở thích của Tommy, nhưng mà số tiền hoa hồng mà anh có thể nhận lại sau vụ này bằng đúng một nửa số tiền Michael đã làm mất ở phố Wall thì cũng thơm đi. Có một cái bất lợi là vụ đình chiến này sẽ làm chậm lại kế hoạch trả thù của Baelish, khiến ông vô cùng khó chịu. Tommy cũng biết điều nên đã bù đắp bằng việc là sắp xếp cho lão cưới người dì của mình, Polly Gray. Bố Baelish thì tưởng là yêu quý con nào, thấy gái phát quên luôn vụ trả thù. Tạm gác lại chuyện cưới sim thì Tommy đang ngày một lún sâu hơn vào con đường phát xít tà đạo, nhưng mà không phải theo một cách mù quáng mà là hoàn toàn có kế hoạch. Anh dự định sẽ kết thân hơn nữa với Mosley, aka Hitler Anh Quốc, rồi sau đó sẽ phá hỏng bộ máy này từ bên trong. Tommy đã nghĩ đến nhiều cách khác nhau để triệt hạ Mosley, nhưng mà đa phần đều không thành công. Cụ thể là trong một lần nọ, sau khi thu thập được cả đống bằng chứng để tố cáo Mosley với quốc hội, Tommy đã giao lại đống tài liệu cho đại tá Ben Junger, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội, đồng thời cũng là tình một đêm của Ada, mở ngoặc là Ada đêm đó đã dính bầu, đóng ngoặc. Trở lại với vụ của Mosley, sau khi nhận tiệp tài liệu do Tommy đưa cho, Ben Junger bất ngờ bị đánh bom chết mất xác. Điều này chứng tỏ mạng lưới điệp viên của Mosley vô cùng dày đặc nên hắn đã hết lần này tới lần khác ngăn chặn được các mối nguy hiểm nhắm vào mình. Qua việc vừa rồi, Tommy cũng hiểu ra mình đang chơi đùa với lửa và ngọn lửa này cháy to hơn tất cả thể những kẻ thù trước kia của anh. Lửa này thậm chí còn làm được game bắn nhau thuê sân thùng quảng cáo. Nếu không giết Mosley từ sớm thì hắn sẽ trở thành một đại họa không thể ngăn cản.
Đến nước này thì Tommy đành phải dùng tới con bài tẩy, một tù nhân mối quả tên là Bonnie, từng là chiến hữu kề vai sát cánh cùng Tommy trong chiến tranh. Giống như nhiều cựu chiến binh khác thì Bonnie bị sang chấn tâm lý nặng nên đã bị nhốt vào viện tâm thần suốt nhiều năm. Sở dĩ Tommy tìm tới người đồng đội cũ là vì Bonnie từng phục vụ trong quân đội với tư cách là một lính bắn tỉa, nổi tiếng về khả năng bắn súng không chết phát nào, tỷ lệ headshot cứ phải gọi là top 1 HLTV. Tommy thì tin rằng dù Bonnie có điên khủng thế nào thì khả năng ngắm bắn vẫn còn nguyên ở đấy. Chỉ cần đưa Mosley tới một vị trí thuận lợi cho việc bắn tỉa là Bonnie sẽ lo được hết phần còn lại. Bonnie thì vốn cực kỳ quý mến và nghe lời Tommy nên là chẳng chần chừ gì lắm, đồng ý luôn. Với sự giúp đỡ của Tommy, Bonnie được tại ngoại, được trang bị đầy đủ để tập ngắm bắn, lấy lại cảm giác năm xưa. Tranh thủ lúc này, Tommy vội vã triệu tập một cuộc họp gia đình. Tôi có một kế hoạch và tôi cần mọi người phải làm theo đúng những gì tôi nói sau đây. Một là không được cắt lời. Hai là... Khoan, cho em nói. Bố cái thằng ấy. Michael nói rằng là đại loại sau chuyến buôn lậu heroin vừa rồi, Michael nhận ra tiềm năng của ngành này rất lớn. Nếu mở rộng thị trường sang Mỹ thì với sự giúp đỡ của gia đình Gina, chẳng mấy chốc gia đình Shelby sẽ lọt vào top 10 tỷ phú trẻ của Forbes. Tuy nhiên, để làm được như vậy trên đất Mỹ thì Michael cho rằng công ty Shelby cần phải tái cơ cấu cho sạch sẽ và trẻ trung hơn, hay nói cách khác là Tommy phải chuyển giao toàn bộ quyền lực lại cho Mike. Sáng kiến tuyệt cơ MNV này của Michael đã giúp anh nhận về một phiếu bé ngu kèm về máy bay một chiều cút thẳng về Mỹ. Đấy là còn chưa kể tên một cú tát phun lực phun trí mạng từ chính người mẹ ruột yêu quý. Không phải người nhện nhưng mà pha này Michael cũng là no way home luôn rồi. Gina thấy vậy thì dở giọng là chắc phải dùng tới phương án B rồi. Phương án B là gì tôi cũng không chắc, phản bội à? Dù cho kế hoạch này là cái gì thì mối quan tâm duy nhất của Tommy bây giờ là Mosley và chỉ Mosley mà thôi. Thế nên là ngay sau khi Michael rời đi, Tommy đã khởi động lại cuộc họp và đi ngay vào vấn đề chính. Kế hoạch ám sát sẽ được diễn ra trong buổi diễn thuyết sắp tới của Mosley. Arthur cùng Johnny Dog sẽ hộ tống siêu xạ thủ Bonnie vào vị trí ngắm bắn thuận lợi nhất. Trong lúc Mosley diễn thuyết thì một đám đông do Tommy sắp xếp sẽ tràn thẳng vào cuộc meeting để biểu tình làm loạn. Lợi dụng lộn xộn này, Tommy sẽ đứng ngay cạnh rồi ra hiệu cho Bonnie bắn. Ngay sau khi Mosley gục xuống, cảnh sát Birmingham sẽ được điều tới tạo kẽ hở an ninh để Tommy tranh thủ buôn lậu một chuyến thuốc phiện dọc theo con kênh gần đó, tới chỗ của đám người hoa gốc cây và lấy với một vali tiền trị giá 250.000 bảng Anh. Nhưng mà chưa dừng lại, trong buổi lễ hôm đấy, đám Billy Boys và đặc biệt là Jimmy McCraven sẽ được phân công bảo kê xung quanh tòa nhà. Đây cũng chính là cơ hội để Peter Baelish giải quyết ân oán một cách trọn vẹn. Kế hoạch phải gọi là quá hoàn hảo, một công đôi ba mẹ việc luôn. Nhưng mà khoan, Tommy kiếm đâu ra đám biểu tình bây giờ? Hội cầu quyền hay nữ quyền nhỉ? Không, người mà Tommy chọn tin tưởng bất ngờ lại chính là Alfie Solomon. Bất ngờ chưa, kẻ giao hợp mẫu thân, lão già hai mặt vẫn chưa chết, mồm miệng vẫn còn giòn, chưa có dấu hiệu của sự hoàn lương. Tommy biết chứ, tin Alfie á, tin thế đếch là được. Nhưng một lần này Tommy vẫn mạnh dạn tin người một lần nữa vì anh thừa hiểu Mosley căm ghét người Do Thái thế nào. Nếu để lão lên nắm quyền thì chắc chắn Alfie và cộng đồng Do Thái của anh sẽ bị đốt sạch. Thế nên là dù có muốn phản bội Tommy đến mấy thì lần này Alfie cũng đành phải hợp tác. Ok, mọi bước trong kế hoạch chuẩn bị xong. Thế nhưng mà các cụ bảo rồi, bóng chưa lăn thì kèo nào cũng sáng. Kế hoạch của Tommy dù rất hoàn hảo nhưng anh lại quên mất một điều là kẻ thù khắp muôn nơi, và chúng có thể là bất kỳ ai. Trong trường hợp lần này lại chính là Mohamed Villa, cựu cầu thủ bóng đá được nhà Shelby thuê về để quản lý việc dàn xếp tỷ số, giờ mới lòi ra là gián điệp. Qua cái mồm bồ hóng hớt của Finn, Mohamed đã nghe rõ tường tận toàn bộ kế hoạch của Tommy, và kế hoạch thế là tan vỡ. Ngay trước khi Bonnie bóc còi, một tên lạ mặt từ đâu chui ra bắn chết anh một cách lạnh lùng. Baelish trong lúc đi sang McCarvin cũng chịu chung số phận đắp chiếu. Arthur cùng những anh em khác cũng tí nỡ hẹo, may là cao số vẫn thoát được. Tommy thì không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Một cơn panic attack đấm lia lịa vào mồm, khiến anh liên tục gào thét một cách ai oán. Không ai biết tên gián điệp kia là ai và làm cách nào mà hắn có được thông tin tuyệt mật này. Chỉ biết là sáng sớm hôm sau, Tommy điên cuồng lao ra cánh đồng hoang trước cửa nhà, trên tay lăm lăm khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương và bùm, hết phim. Một không khí hoang mang bao trùm lên toàn bộ đoạn kết. Liệu Tommy đã chết hay còn sống? Kế hoạch của Michael và Gina là gì? Đại gia đình Shelby rồi sẽ đi về đâu? Câu trả lời sẽ có trong clip recap mùa 6. Trước khi kết thúc video thì tôi xin phép đặt một cái hashtag ở đây cho đỡ cay. Cái thế đờ mờ. Nếu anh em có chung quan điểm, hãy comment ở phía dưới. Đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, người tối cổ, người chơi đồ, nhi đồng thối tai và nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.